Thân ái chào quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Gò Vấp. Hôm nay kênh giới thiệu cho anh chị một căn nhà 3x10, 1 trệt 1 lầu bê tông cốt thép đúc thiệt, giá 2.57 tỷ. Căn nhà như hình, ban công đúc, gia chủ đang ở, cho nên là nếu mà kinh doanh lấy lại tốt là sẽ ok. Còn khách ở thì chỉ cần sau khi gia chủ công chứng xong, gia chủ dọn đồ ra thì chúng ta sơn sửa lại cái là ở sẽ rất là ngon lành, bởi vì căn nhà đang có hiện trạng rất tốt, cầu thang đúc, ban công đúc, một trệt một lầu và có sân thượng nữa. Hẻm cũng khá là ok, 2.5 m an ninh, khu trường Lương Thế Vinh, hướng đông nam vượng khí. Sổ hồng thì vuông vức, thực tế thì sổ công nhận 23 m², đó là lộ giới cũ, nhưng bây giờ lộ giới mới trả lại rồi. Và diện tích 3, dài gần 10, trên một cái diện tích sử dụng thật là đang gần 30 m² đất và 60 m² sàn, một trệt một lầu, sân thượng, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Hẻm này thì rất là an ninh, khu cây trâm, phường 8 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, không ngập nước, gần công viên làng hoa, đi lên về Lê Văn Thọ và Quang Trung rất gần, ra phía đằng xa kia là Phạm Văn Chiêu, tọa kẹp giữa ba con đường sầm uất. Từ nhà này mà con cái đi học trường Lương Thế Vinh thì chỉ cần đi bộ thôi, cách khoảng chừng 150 m cho một cái ngôi trường cấp 2 khang trang. Nhà chủ đang ở cho nên anh chị cho thuê, cho nên anh chị coi vị trí và phim giúp. Hẻm an ninh như hình nha anh chị. Hẻm đang làm cán bê tông toàn tuyến cho nên ít bữa nữa hẻm sẽ cũng sẽ rất là đẹp. Giá 2.57 tỷ, bán nhanh, chỉ còn bớt lọc ít cho khách kinh doanh thôi. Cho nên anh chị Zalo Vũ 0906943839 để Vũ gửi thêm thông tin chi tiết và coi căn nhà này. Ít hôm nữa thì chủ sẽ bán nhanh, còn không thì sửa lại sẽ bán giá khác. Khu trường Lương Thế Vinh anh chị, đây là ngôi trường Lương Thế Vinh, phường 8, gần nhà mình, cách nhà mình chỉ có 150 m mà thôi. Ngoài căn này 2.57 tỷ thì Vũ cũng nhân tiện giới thiệu luôn khoảng 5 đến 6 căn khác cũng 2 tỷ 6. Đây là căn tọa lạc tại cổng Mercedes Quang Trung, giá 2.55 tỷ, cũng 3x9, hẻm một trục gần Quang Trung, chỉ cách đường Quang Trung có 150 m. Đây căn này cũng 2.55 tỷ, 3.6 x 7.5 m, khu trường nghệ sĩ, chùa nghệ sĩ và trường Nguyễn Du, một trục đường số 8, một trệt một lầu suốt. Căn này giá 2.5 tỷ mà công nhận 25 m², hẻm hai mặt hẻm 3 m thông, khu Tết Cầm Băng, Lê Đức Thọ, tiện kinh doanh mua bán. Nhà mới 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh. Căn này 2.55 tỷ, hẻm nhựa một trục đường Quang Trung, hẻm xe hơi 8 m, khu chợ Hạnh Thông Tây, 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh, nhà mới đẹp. Căn này thì cũng 2.55 tỷ, 4x7, tại đường Quang Trung, phường 10, nhưng mà nó ở phía bên quận luôn cho nên là không bị máy bay gì hết, thông giữa Quang Trung và Cityland. Căn này 2.55 tỷ, phường 8, khu gần y tế, phường 8 và ngã ba Tân Sơn. Quý vị và anh chị cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp để xem thêm những sản phẩm khác trong danh sách phát nhà dưới cái gia khung giá đó. Và với video đính kèm của trong danh sách phát của các cái sau bài viết thì anh chị cũng sẽ rõ. Và đừng ngại bấm chuông để nhận thông báo được cập nhật liên tục các căn nhà tại Gò Vấp. Xin cảm ơn. Và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị.